tranh luận gay gắt việc phạt chủ nhà để khách ăn cỗ lấy phần. Sự việc Ủy ban Nhân dân xã Giao Long, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đưa ra yêu cầu phạt tiền những gia đình làm cỗ nếu để khách lấy phần đang nhận được sự chú ý của dư luận. Dân Việt đã ghi nhận nhiều ý kiến tranh luận xung quanh quy định này. Như đã đưa tin, một số địa phương tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đang vận động văn minh văn hóa làm cỗ đồ ăn, ăn cỗ không lấy phần. Theo đó, nếu chủ nhà có cỗ không được để khách ăn cỗ lấy phần, nếu không sẽ bị phạt tiền. Ông Trần Hoài Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Giao Long xác nhận xã mình đang thực hiện chủ trương kể trên. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Giao Long cho hay khi các gia đình đi đăng ký trên xã, mỗi gia đình sẽ phải đặt cọc 3 triệu đồng, việc này do chính quyền xã tự đặt ra. Nếu gia đình nào vi phạm sẽ bị xử phạt, trừ vào số tiền đã đặt cọc, ông Nam lấy ví dụ, một người lấy phần có thể phạt 500.000 đồng, hai người có thể lên đến 1 triệu đồng, nói chung tùy vào mức độ để xử lý chứ không có một con số cụ thể. Tuy nhiên, vì chủ tịch xã này xác nhận rằng từ ngày có chủ trương đến nay, người dân thực hiện rất nghiêm túc nên chính quyền xã chưa xử phạt một trường hợp nào. Đặc biệt, vào mùa cưới, xã sẽ phát thanh liên tục trên loa một tuần một lần để người dân nắm rõ. Ông Nam cũng tiết lộ rằng cách làm này được chính quyền huyện, xã học từ bên huyện Hải Hậu, Nam Định. Khi bài viết được chia sẻ trên fanpage của báo điện tử Dân Việt, bạn đọc đã bày tỏ nhiều ý kiến tranh luận về việc này. Bạn đọc Em Ngọc bình luận, mình phản đối việc phạt như này, ăn cỗ lấy phần theo mình, đó là một việc làm rất có văn hóa. Thử hỏi, nếu nhà bạn làm vài chục mâm cỗ mà đồ ăn không, thừa thải đổ đi, vậy có phải là quá lãng phí không? Bạn đọc Lãng Tử Nương cũng cho rằng chính quyền có thể tuyên truyền, còn bắt đặt cọc và phạt là không đúng, ăn không hết họ lấy phần về cho con cháu cũng được. Về phía gia chủ, họ cũng muốn như vậy, không thì đồ thừa, ăn không hết mà đổ đi thì rất lãng phí và ô nhiễm môi trường. Có gì đâu mà cấm, mình ở miền Nam, nhưng thấy phạt như vậy là kỳ lắm. Ngoài khía cạnh, cái ăn nó còn là tình cảm cho con cháu nữa, bạn đọc Lương Ngọc Châu nêu ý kiến. Bạn đọc Nguyễn Minh Nhi đưa ra bình luận khá dài. Bạn đọc này cho biết tục lệ lạy quả này trong miền Nam một số vùng quê vẫn có. Người ăn đám giỗ mang về là vài cây bánh ếch, bánh nú, vài quả trái cây, vài lon nước. Các loại bánh được gói đa phần là nhận từ khách đi đám mang tới để gọi là lễ cúng giỗ, có cũng được, không có cũng chẳng sao, vì nếu không chia bớt, gia chủ cũng không tiêu thụ hết như là trái cây, nước. Các đám khác ngoài đám giỗ chả ai mang cái gì về đâu ạ. Có chăng là khi đặt tiệc tại nhà hàng mà vắng khách, gia chủ nhờ nơi phục vụ họ cho vào túi mang về thôi. Chuyện vui là cái vụ ăn uống mà chính quyền cũng ra được cái quy định phạt là quá thể rồi đó. Mấy ông không lo làm sao cho người dân của mình tiêu thụ nông sản, nuôi trồng con gì, đảm bảo an ninh trật tự mà lại đi lo mấy cái chuyện này, bạn đọc này bày tỏ. Tục lệ xưa nay nếu không phù hợp thì vận động người dân bỏ cũng đúng. Điều này nghe qua có vẻ không đúng lắm vì là phong tục, vì ngày xưa nghèo quá nên bỏ để giúp gia đình có tiệc đỡ tốn kém. Nhưng cần vận động để bà con hiểu và tự nguyện bỏ, không nên đưa ra hình phạt, làm văn hóa mà dùng hình thức phạt tiền là không đúng, bạn đọc Lan Phương nhấn mạnh. Đây là tập quán dân dã của nông thôn, khi không còn phù hợp, nó tự biến mất. Hạt cớ gì chính quyền xen vào chuyện không đáng này, một bạn đọc nêu ý kiến. Trong khi đó, nhiều bạn đọc lại đồng tình với quy luật xử phạt chủ nhà, có cỗ để khách ăn cỗ lấy phần. Họ cho rằng việc đình làm cỗ nếu để khách lấy phần là quá lạc hậu, chính quyền nên xử phạt thật nặng để bỏ tục lệ này. Bạn đọc Minh Thu Nguyên nói, mình thấy bỏ là phải, đến ăn cỗ không ăn chỉ lo chia nhau mang về, trông nhếch nhác lắm, khách ở nơi khác về họ chẳng biết nên ăn hay không. Phạt như vậy là quá nhẹ, thời nào rồi mà còn mấy cái chuyện này. Mức phạt thế này là quá nhẹ, phải đánh mạnh vào kinh tế mới bỏ được cái tục lệ không còn phù hợp này. Nhớ lại ngày xưa cũng được đi dự một đám tiệc như thế này, ngồi vào mâm mà thấy người ta chỉ ăn vài thứ còn đâu bỏ vào túi đem về. Thấy thế mình cũng chả dám ăn gì cả, một bạn đọc khác nêu quan điểm. Người truyền vong báo án, bị phạt 5 triệu, chỉ mang tính tượng trưng, không đúng luật. Sau mức xử phạt 200.000 đồng. Dành cho Đỗ Mạnh Hùng, người đã tấn công, sàm sỡ cô gái trong thang máy, thì những ngày qua, dư luận bức xúc với mức xử phạt. 5 triệu đồng dành cho bà Phạm Thị Yến, người giao giảng về oan gia trái chủ, thỉnh vong tại chùa Bạc Vàng, cũng là người lộng ngôn. Xúc phạm nhiều người. Mức phạt quá nhẹ,
không đảm bảo được tính gian đe. Trước sự việc chùa Ba Vàng, tổ chức lễ thỉnh vong. Giải oan gia trái chủ, chữa bệnh bằng việc gọi vong, người ta chú ý nhiều, đến bà Phạm Thị Yến, trong hàng loạt bài giảng pháp của mình. Bà Yến đã có những phát ngôn ngông cuồng, xúc phạm anh linh của anh hùng liệt sĩ, xúc phạm vụ cô gái bán gà, bị cưỡng bức và giết chết. Xúc phạm những người đồng tính. Sau tất cả, bà Yến chỉ bị phạt 5 triệu đồng, vì vi phạm nếp sống văn hóa. Trước vấn đề này, trao đổi với phóng viên, luật sư Lê Văn Thiệp, trưởng văn phòng luật sư toàn cầu, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, tỏ ra bức xúc với mức phạt của chính quyền thành phố Uông Bí, Quảng Ninh, dành cho bà Phạm Thị Yến, bà Yến đã có những phát ngôn. Xúc phạm đến những người đã khuất, nhất là việc xúc phạm đến cô gái giao gà ở Điện Biên. Việc sử dụng tên hoặc một vụ án hình sự, để làm ví dụ, nhằm mục đích trục lợi, là một hành vi tàn ác, nguy hiểm cho xã hội, và vi phạm phá bê luật. Việc này cũng trái giáo lý của đạo Phật, gây hoang mang, bất ổn cho xã hội. Luật sư Thiệp nhấn mạnh, hành vi của người phụ nữ trong clip đã có dấu hiệu cấu thành tội, hành nghề mê tín dị đoan, theo Điều 320, Bộ Luật Hình sự, năm 2015, nên cơ quan chức năng cần vào cuộc xử lý. Đồng thời, luật sư Thiệp bày tỏ sự quan ngại về việc thu lợi bất chính từ việc truyền bá thỉnh vong tại chùa Ba Vàng, hoạt động thỉnh vong. Cúng oan gia trái chủ của nhà chùa được tổ chức rất bài bản, không công khai, cố che giấu, kiểm soát rất kỹ người tham gia. Cúng oan gia trái chủ như khám người, thu máy ghi âm, ghi hình. Điều đó cho thấy, việc phạm tội lừa đảo này là có tổ chức, chứ không phải là việc làm ngẫu hứng. Chuyện thu tiền cúng vong, mà cả từ 1 tỷ đồng xuống 60 triệu đồng, cho trả góp qua tài khoản ngân hàng. Hoàn toàn có, để nghi ngờ có yếu tố lừa đảo, chứ không phải thu tiền theo yêu cầu của vong, như trụ trì Thích Đức Minh nói. Cơ quan chức năng cần xác minh, làm rõ hành vi tuyên truyền mê tín dị đoan, nhằm chiếm đoạt tài sản của bà Yến, tại chùa Ba Vàng. Nếu dùng lời lẽ để lừa bịp người khác lấy tiền, có bằng chứng rõ ràng, cụ thể, thì hoàn toàn có thể truy tố bà Yến. Trách nhiệm hình sự, chứ không thể chỉ là chuyện xử phạt hành chính, vi phạm nếp sống văn hóa. Và quan trọng hơn, tội danh xúc phạm nhân phẩm con người khác, với tội danh lừa đảo trục lợi. Lừa đảo trục lợi quá nhiều người. Số tiền lừa được quá lớn, thì là vụ án kinh tế, hình sự, chứ không còn là hành vi thiếu hiểu biết, thiếu văn hóa nữa. Vị luật sư nhấn mạnh, cần truy cứu về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bàn thêm về việc xử lý hình sự đối với bà Phạm Thị Yến. Luật sư Phạm Tuấn Anh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng, việc chùa Ba Vàng tổ chức lễ thỉnh vong, giải oan gia trái chủ để chữa bệnh cho người dân và Phật tử có nhu cầu, trong nghi thức này có việc gọi vong, nhập hồn, phán số kiếp. Chùa còn quy định, người đăng ký pháp thỉnh, oan gia trái chủ buộc phải trả nợ cho vong bằng tiền. Đặc biệt, vị trụ trì chùa còn khẳng định, số tiền này là do vong yêu cầu, chứ không phải do chùa. Đây là một hình thức lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo, lợi dụng sự mê tín, lợi dụng người dân trong hoàn cảnh bế tắc. Đạo Phật có quan điểm về nghiệp chướng, nhưng chỉ giải nghiệp bằng làm việc thiện. Không có việc cúng và nộp tiền, sẽ giải được nghiệp kiếp trước. Vì vậy, hành vi này là một hình thức sử dụng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản, có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo Điều 174, Bộ Luật Hình sự 2015. Vị luật sư cho hay, tuy nhiên, cấu thành của tội lừa đảo là người phạm tội dùng thủ đoạn gian dối bằng cách đưa ra thông tin không đúng sự thật, làm cho người khác tin đó là thật và giao tài sản cho người phạm tội. Ở đây, nếu những người thỉnh oan gia trái chủ nộp tiền để chữa bệnh, giải nghiệp một cách tự nguyện, họ cho rằng mình không bị lừa, không bị thiệt hại, thì khó xử lý hình sự về tội này. Các cơ quan chức năng, thay vì đưa ra một quyết định xử phạt hành chính, khiến nhiều người cảm thấy thất vọng. Với trường hợp của bà Yến, nên đợi kết luận từ cơ quan điều tra của công an để đưa ra kết luận sau cùng. Điều này sẽ tránh cảm giác việc xử phạt này chỉ được làm cho xong chuyện. Các cơ quan chức năng còn phải xem xét số tiền người dân nộp ai thu, ai giữ và sử dụng vào mục đích gì. Chùa Ba Vàng có tài khoản tại ngân hàng lại là cơ hội tốt để cơ quan chức năng kiểm soát dòng tiền. Thậm chí có thể yêu cầu sao kê các giao dịch phát sinh, từ đó truy ngược lại những người chuyển tiền có bị lừa hay ép buộc dẫn tới chuyển tiền không. Đó là việc làm cần phải làm trước khi đưa ra mức xử phạt 5 triệu đồng với bà Yến. Luật sư Tuấn Anh nêu quan điểm, nhiều quy định không còn phù hợp, từ hình phạt đối với những hành vi gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến xã hội của bà Phạm Thị Yến, cũng như đối tượng Đỗ Mạnh Hùng, người đã tấn công, sàm sỡ cô gái trong thang máy tại chung cư Golden Palm, Thanh Xuân, Hà Nội,
dư luận quan tâm và đặt ra nhiều câu hỏi, đó là việc xây dựng pháp luật hiện hành chưa đủ mạnh. Chế tài đủ sức răn đe, phòng ngừa và giáo dục. Theo luật sư Nguyễn Thế Truyền, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, rõ ràng chúng ta đang thiếu luật cho việc liên quan đến quấy rối tình dục và tấn công tình dục, nhưng quan trọng hơn là bản thân người dân cần phải thực hiện hết quyền năng pháp lý của mình được trao. Hành động của Đỗ Mạnh Hùng là một hành động có chủ đích, cố ý, tuy chưa gây ra thiệt hại lớn, nhưng đã xâm hại đến danh dự và thân thể của một cô gái. Người được pháp luật đặc biệt bảo vệ, luật sư Truyền cho hay. Còn trường hợp của bà Phạm Thị Yến, luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp, tỏ sự không hài lòng với mức xử phạt mà cơ quan chức năng, thành phố Uông Bí đưa ra. 5 triệu đồng phạt đó, so với những lời nói bà Yến phát ra, tuyên truyền trên mạng, để làm tổn thương và xúc phạm không ít người. Đó là con số quá bọt bèo, trước những số tiền hàng trăm triệu, hàng chục triệu đồng, mà các gia đình vì quá u mê đã chuyển vào tài khoản nhà chùa, để cúng oan gia trái chủ. Với những trường hợp phạm tội, gây bức xúc dư luận xã hội, các cơ quan chức năng cần phải xác định đúng tội danh để xử lý công bằng, nghiêm minh, luật sư Cường bày tỏ.